Dạ em xin chào cô chú anh chị, hôm nay em xin giao lưu một lô linh sam song hình lá nhỏ nha cô chú anh chị. Linh sam song hình hoa màu tím ạ, cây này rất là già cây nha cô chú anh chị. Em xin vô cây đầu tiên có mã số là 118. Cô chú anh chị nhớ chốt đúng cây thì em sẽ gửi đúng mã nha mọi người. Chốt đúng mã em gửi đúng cây nha cô chú anh chị. Quành em thơ ở đây là 22, chiều dài là 34, kính bầu là 18. Cây này đế đều nha cô chú anh chị. Mã số là 118, em xin giao lưu là 700.000 em bao ship. Mã số 118. Mã số 119. Mỗi cây mỗi dáng khác nhau nha cô chú anh chị. Đế thì đế đều, trồng từ nhỏ đến lớn là trong chậu nên đế nó đều nha mọi người. Đế là đầy bầu luôn, chi cành thì có sẵn. Quỳnh em đo chỗ này là 18 nha cô chú anh chị. Chiều cao nó là 20, kính bầu 20. Mã số 119, em xin giao lưu là 750.000 em bao ship. Linh sam song hình lá nhỏ nha cô chú anh chị. Hoa màu tím rất là sai hoa. Một trăm hai mươi. Cây này đế ha, mọi người thấy đế nổi lên ha, đế đều. Đường thân thì lắc lượng, chi cành có sẵn hết nha. Một trăm hai mươi. Em đã hoành đế ở dưới đây ha, là 48 nha cô chú anh chị. 48. Quành thân nha các em, này là 18. Cao là 56. Kính bầu 20. Cái này đế đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 120, em xin giao lưu là 850.000 em bao ship. Cây 121 ạ. Cây nào đế cũng đẹp hết nha cô chú anh chị. Cây rất là già cây luôn ạ. Mình đếm đo ở đây là 39 nha cô chú anh chị. Em đo chỗ này nha, 39. Quành thân nó là 16. Cao nó là 40. Kính bầu 18. Mã số 121, em xin giao lưu là 750.000. Một trăm hai mươi hai cô chú anh chị. 122. Cây dáng đỏ nha mọi người. Em đã hoành thân của nó là 19,5. Chiều dài của nó là 30, kính bầu 18. Một trăm hai mươi hai, em xin giao lưu là 800.000 em bao ship. Cái này đế nở nha cô chú anh chị, đế nở cộng lực nha.
123 một cây gián đổ. Cây này đế đều nha mọi người, đế đẹp đế lắm nha. Em đo hậu hoành đế của nó ha. Hoành đế là khoảng 39 nha cô chú anh chị. Em đo trên đây là 30 ha. Hoành thân của nó là 18. Chiều dài là 39. Kính bầu 19. Em xin giao lưu là 900.000 em bao ship. Mã số 124. Cái này chi cành đều nha mọi người. Chi cành đẹp nha. Chi cành dày đặc hết nha mọi người. Em đo hoành đế ngay đây ha. Là 30. Hoành thân là 19. Cao là 40. Kính bầu là 19. Cây này đẹp cây nha mọi người. Mã số 124 em xin giao lưu là 1 triệu em bao ship. Mã số 124. Mã số 125. Hoành em đó đây là 22. Cao là 40. Kính bầu 17. Một trăm hai mươi lăm em xin giao lưu là 700.000 em bao ship. Mã số 125. Cây 126 ạ. Cây gián đổ đẹp nha mọi người. Đế đều nha. 126. Hoành thân của nó là 20. Chiều dài của nó là 34. Kính bầu 18. Mã số 126 em xin giao lưu là 1 triệu em bao ship. Cây 127. Một cây gián đổ nữa nha cô chú anh chị. Hoành thân em đo ngay đây là 17. Chiều dài 23. Kính bầu 20. Mã số 127 em xin giao lưu là 750.000 em bao ship.
mã số 127. Hai cây 128 nha mọi người. Đây, cây này VIP nha cô chú anh chị. Đế ha, đế nở nha cô chú anh chị. Linh Sam xâm hình lá nhỏ. Em đo hoành đế của nó là 33. Hoành thân 22. Cao là 57. Kính bầu 18. 128 em xin giao lưu là 1.200.000 em bao ship ạ. Mã số 128. Mọi người liên hệ với em qua số điện thoại là 0829160355 hoặc nhắn tin qua Zalo nha mọi người. Một trăm hai mươi chín. Cái này đế quá nha cô chú anh chị, đế nó nằm nó uống rồi nè, nó ôm tròn vô nè. Em đo hoành đế ở vị trí này ha cô chú anh chị là 35. Hoành thân 17. Cao 35. Kính bầu 20. Mã số 129 em xin giao lưu là 800.000 em bao ship. Đây một cây VIP nữa nha mọi người. Mã số 130. Đo hoành đế sát với mặt bầu là 25. Hoành thân 20. Cao là 49. Kính bầu 18. Mã số là 130. Em xin giao lưu là 1.200.000 em bao ship. Một trăm ba mươi mốt. Hoành thân 19. Chiều cao là 42. Kính bầu 19. Mã số là 131, em xin giao lưu là 700.000 ba ship ạ. 131 nha mọi người. Mã số 132. Cái này đế đều nha cô chú anh chị. Hoành thân 17. Cao 32. Kính bầu 18. Mã số 132 em xin giao lưu là 700.000 em bao ship.
Mã số 133. Cài đế nở nha mọi người. Chỉ cần là có sẵn đều hết à. Đế đều nha cô chú anh chị. Đế còn ở đây em chưa moi lên nha. Hoành đế là 29 hoành đế. Hoành thân là 18. Cao là 39. Kính bầu 19. Mã số 133 em xin giao lưu là 800 ngàn em bao ship ạ. Cây rất là già, cây nghe cô chú anh chị. Cây 134. Cô chú anh chị thấy đế nổi lên dữ ha. Cây nào đế cũng dữ lắm. Là tổng hoành đế của nó là 45 nha cô chú anh chị. 45 nha. Nó hoành thân ngay chỗ này là 19 nha cô chú anh chị, 19 hoành thân nha. Cao là 39. Kính bầu 18. Mã số 134 em xin giao lưu là 900 ngàn em bao ship. Mã số 134. Mã số 135 cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha mọi người. 135. Cây này là đế là chàng bầu luôn nha cô chú anh chị đi. Đế nó chàng bầu luôn. Thân hình lắc lộn chi cành có sẵn nha cô chú anh chị. Đây em nghe cho cô chú anh chị thấy rõ nha. Cây nào đế cũng giữ hết á. Hoành thân của nó là 21. Cao là 42. Kính bầu 19. Một trăm ba mươi lăm em xin giao lưu là 850 ngàn em bao ship. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại là 0829 160 355. Dạ em xin chào mọi người.